Và tiếp tục chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Kiến Thanh với ca khúc Chơi Vơi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong tim ngày qua khi em cách xa, cô đơn với quanh anh em mùa đông như thêm giá lạnh. Mong em yên vui nơi đây mình anh đau thương lá vui, thương tháng ngày không nguôi. Lại lùng người đi xa mãi, để lòng này thêm tê tái. Từng lời người chào em mãi đã phai. Dù tình là trong đêm tối, đường về tìm không xa lối. Vẫn chờ dù tháng ngày phai. Rằng anh sẽ vẫn mãi chờ dù cho người có hững hờ. Rằng anh sẽ vẫn mãi đợi dù đời đời lắm lắm chơi vơi. Dù cho mình có cách xa tình yêu chẳng thể xóa nhòa. Càng mong em càng yêu em ơi người. Thưa quý vị, và bây giờ cho phép tôi được trân trọng giới thiệu đạo diễn của chương trình, người đã xây dựng từ ý tưởng, nội dung đến nghệ thuật trình diễn của Lửa Lụa và Sắt Cấm, nữ nghệ sĩ An An, và cộng sự quan trọng của cô, nữ nghệ sĩ Việt Hà. Chúng ta thành công rồi. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ An An và nghệ sĩ Việt Hà. Và sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời ông chủ tịch và ông giám đốc công ty Việt Siêu lên trao hoa cho hai nữ nghệ sĩ. Xin mời hai ông. Chúc mừng em. Em cái đó đi. Anh thích mua hả? Sao anh thấy sao? Anh thấy đẹp lắm. Cái đó hả? Được thôi. Anh nhờ mình qua bển đặt cọc đi. Thôi có người khác mua đó. Chào cô. Dạ chào. Chào anh. Con, giới thiệu đi con. Đây là ca sĩ Khánh Loan. Chào cô. Dạ. Còn đây là ông Tám. Xin chào. Xin chào. Đây là ngài Paul Trần, chủ tịch tập đoàn Việt Siêu như mọi người đã biết. Và cũng là ba vợ của tôi. Đây là Thục Di, vợ của tôi. Xin mời. Xin mời. Dạ. Không, cảm ơn. Cảm ơn. À, được rồi, mời em. Mời em. Xin mời. Tối nay mọi người ai cũng đẹp hết đó nha. Mời. Cảm ơn. Anh ăn thử đi. Ngon lắm. Nè, em ăn đi. Anh ăn. Anh thật sự bất ngờ. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Và tôi cũng xin được góp thêm lời chúc mừng với nghệ sĩ An An và cô em Việt Hà đây. Có vẻ như em rời khỏi Nam Chánh, em sống tốt hơn đó. Liệu em có cần phải cảm ơn sự lạnh lùng đó của chị không? Tôi biết sự nỗ lực của cô là gì. Cô muốn có cơ hội tiến tới người cô si mê một cách mù quáng hả? Đừng nghĩ đến chuyện giành Hoàng Minh lại từ tay tôi. Tôi sẽ khiến cho cô phải khốn khổ đó. Tôi hoàn toàn thông cảm cho tuổi tác của chị. Chào chị, lâu ngày quá, chị có khỏe không? Chào em. Dạ, xin mời anh Sam. Cảm thôi, xin mời mọi người. Mời qua bên kia đi. Tôi xin phép. Dạ, anh cứ tự nhiên. Yeah. Em. Cái gì vậy? Thấy vợ anh Sam sao? Có vợ đẹp quá. Xin giới thiệu, đây là ngài Paul Trần, chủ tịch tập đoàn Việt Siêu tại Mỹ. Còn đây là Thục Nhi, vợ của tôi.
Ba, con xin giới thiệu, đây là hai nghệ sĩ tài năng và cũng là người tổ chức sự kiện của đêm nay, cô An An và cô Diệt Hà. Tôi rất cảm kích về sự hợp tác của quý vị. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp để thưởng thức những chương trình có giá trị hấp dẫn như vậy. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị tự nhiên. Anh ở đây nha, em gặp anh Sam một chút. Có chuyện gì vậy em? Không có gì, em gặp anh Sam để hỏi người khách đặc biệt đã đưa anh An về nhà đó mà. Được rồi, em đi đi. Được rồi. Cảm ơn anh. Mình gặp lại sau nha. À, chương trình rất tốt. Cảm ơn các em nhiều lắm. Đó là nhờ sự tin tưởng tuyệt đối của anh và công ty thôi. Em nói quá, chứ anh thấy các em rất có sáng tạo. Anh Sam nè, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh chính là người đàn ông từng đưa An về nhà phải không? Nhưng hình như An không biết anh Sam. Giám đốc Việt Siêu là một người đàn ông tốt bụng. Đằng sau bí mật này là một ẩn tình, có đúng không anh? Đúng, nhưng đây là một bí mật lành mạnh. Vậy em cũng giữ bí mật, coi như không biết, không nói với An. Nhưng em có một điều kiện trao đổi với anh. Anh đừng có lo, em không có tống tiền hay là thừa nước đục thả câu gì đâu. Anh yên tâm, em chỉ muốn là anh hãy tốt với bạn em là được. Điều gì chứ, điều này thì em hãy yên tâm. Muộn rồi, sao anh không đi nghỉ? Anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi đó. Em hãy nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ngủ ở phòng này. Sam, em đã gác hết mọi việc, bay gần 20 tiếng đồng hồ sang đây. Chẳng lẽ em phải chịu cái cảnh này sao? Anh xin lỗi. Trải qua 3 năm như vậy rồi, anh cũng đã quen với điều đó. Sam, đã 3 năm, anh có thể hãy để mọi việc trôi vào dĩ vãng được không? Điều gì đang cản trở anh vậy? Cảm giác của anh đã cản trở anh. Giờ anh xin lỗi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Em về phòng nghỉ đi. Thank you.
An An nè, chuyện này là thật chứ? Thật gì? Bà đừng có giấu tôi nữa. Bà yêu Sam rồi phải không? Tôi không còn nhận biết được điều gì nữa. Tôi đang không còn là tôi nữa. Triệu chứng này lâu chưa? Lúc anh đến bên tôi trước giờ diễn vài phút, tôi đã nhận ra rằng mình đã yêu anh. Giờ tôi phải làm sao? Bà cứ khóc đi, khóc thiệt thoải mái vào. Yêu sao lại khổ như vậy? Cho tôi nữa. Ủa sao giờ này anh mới tới? Trễ gần 2 tiếng đồng hồ đợi dài cổ nè. Hôm nay nghỉ tập. Đi với anh. Ủa anh Hoàng Minh hôm nay anh sao vậy? Ê chị Khánh vô kìa. Sao trong giờ tập mà nghỉ sớm vậy? Live show sắp tới rồi, tăng tốc lên đi chứ. Dạ chưa tập được chị ơi, hồi nãy anh Hoàng Minh vô kéo chị Diệt Hà đi mất tiêu rồi. Được rồi, kem ở nguyên ở đây, chị đi kiếm Hoàng Minh về. Dạ. Dạ. Biết dạ. Sao? Ai biết đâu. Em hãy cho anh biết người đàn ông đó là gì của An An vậy? Anh nói nhỏ chút được không? Còn người đó là gì của An An, anh hãy đi tìm gặp nó mà hỏi. Anh xin lỗi Diệt Hà, anh chỉ cần biết An An còn tình cảm với anh không. Nếu cô ấy chấp nhận anh lại, anh sẽ rời bỏ Nam Chánh ngay lập tức. Tại sao giờ này anh mới có quyết định muộn màng như vậy? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh nghĩ mọi chuyện lấy lại được nhanh chóng nếu có một sự ra đi. Hoàng Minh, anh nghĩ An An là ai chứ? Nó đâu phải là một cái máy vô tri, vô giác, vô cảm. Để anh thích mở thì mở, thích đóng thì đóng.